Vâng, xin mình chào bác nhé. Thì hôm nay bên em lại tiếp tục đến nhà anh Vân tại Vĩnh Lộc, Thư Phú, Thường Tín, Hà Nội nhé. Đắp cho anh một combo dàn khá là cao cấp. Đấy. Thì nhà anh khá là đẹp. Mời các bác sẽ vào xem không gian nha anh nhé. Nhìn này, không gian đây rất là đẹp luôn. Nhà toàn gỗ thôi. Vào nhà đã ngửi thấy mùi hương thơm của gỗ rồi. Đấy. Thì giới thiệu qua các bác, hôm nay em đến đắp cho anh này. Đầu tiên là một đôi loa HK mà là KB12 nhé bác nhá, bát 30. Đấy, đây em còn phải treo lên phản thì mới vào được trong. Còn là nhà anh có cái phản to quá. Thì thiết bị điện tử đầu tiên là một chiếc micro không dây mã là K6000, một chiếc vang số xử lý âm thanh S700, một chiếc quản lý nguồn bên em tặng kèm cho anh nhá, trong combo dàn ngày hôm nay là chiếc quản lý nguồn FP10 Plus đấy. Vừa giảm giá lại vừa tặng kèm anh luôn các bạn. Trong cái mùa này thì bên em rất nhiều chương trình khuyến mãi gửi đến các khách hàng nhé. Và tiếp theo là một con đẩy T4.20 cho ra 1200W một kênh các bác nhé. Đấy, đánh thoải mái loa, về sau anh có thể anh lắp thêm đôi nữa được. Đấy. Thì nhà anh không có chỗ để thì bên em mấy anh suy nghĩ mãi mới để dưới gầm này, thì tiếng nó cũng thoát mấy, nhưng mà nhà anh chật quá rồi không có chỗ để các bạn. Nó phải để dưới súp ở dưới gầm. Ở dưới gầm là một chiếc súp DB nhá, bát 40 mã là 715S. Đấy. Và sau đây thì mời các bác nghe qua âm thanh dọc kiệm đã căn chỉnh xong cho anh nhá. Nghe qua đoạn nhạc mạnh nhá. Cho em hay ta đang mong được có bạn.